Con là người yêu của Quỳnh. Hôm nay con tính làm một mâm cơm đàng hoàng. Để lúc vừa ăn, con vừa thưa chuyện cái gì ạ? À? Tôi chỉ ngồi ăn với người tôi ưa thôi. Còn đối với những người mà cha mẹ xuất thân không rõ ràng đó, không xứng đáng bước vào nhà của tôi, đừng có nói là yêu con gái của tôi. Cậu có cái gì để mà đòi yêu con gái ngọc ngà của tôi chứ? Con có một tình yêu và tình cảm chân thành. Ôi trời ơi, tình cảm chân thành. Đó đó đó, cũng như cha cậu vậy đó. Tình cảm chân thành, nhưng cuối cùng thì sao? Má cậu cũng bỏ chồng theo trai, bỏ đi hung hút rồi đó. Liệu tình cảm của cậu có đủ giống như vậy không? Con gái của tôi á, tôi nâng niu nó như một công chúa vậy đó. Tôi nuôi nó trở thành bác sĩ tài giỏi như vậy, biết bao nhiêu công tử nhà giàu đến xin cưới nó mà tôi đâu có ưng. Còn cậu, cậu có cái gì? Cậu có cái gì mà để tôi gả con gái tôi cho cậu chứ? Hả? Má, con thương anh Long mà má. Con im đi. Chỗ người lớn đang nói chuyện. Cái chuyện của con má chưa tính đó nha. Đã ngăn cấm ngay từ đầu rồi mà vẫn cố chấp là sao? Chừng nào mà cậu chứng minh á, mẹ cậu không bỏ chồng theo trai, chừng nào cậu chứng minh á, cha cậu không phải là ăn trộm, không phải bị người ta đánh chết, thì lúc đó tôi nghĩ lại, con gái của tôi nè, cành vàng lá ngọc, tôi không thể nào gả cho một cái người gốc gác không ra gì nhé cậu. Con sẽ tìm ra sự thật và tìm ra hung thủ. Dì nói đúng, và những tiêu chuẩn của dì đưa ra con cảm thấy mình không đáp ứng được. Xem trọn bộ trên ứng dụng THVLI.